sân ga chiều loáng nắng, vùng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi đường tàu mùa xuân. Em xin giới thiệu, đây là cặp loa đền ông có model là S101. Dòng loa này trợ kháng 6 ohm, công suất từ 60 đến 120W một cái. Chất âm rất sáng. Ở đây là loa bass tầm 13-14, một trung và một chest. Dòng loa này nó có bọc meca hình bóng piano màu đen, nhìn rất đẹp và sang. Chất âm rất sáng, em mở cho các bác nghe. Gặp nhau ngỡ như mình quen quá, chuyện gần chuyện xa mỗi hay anh từ xa. Em chạy con tàu, chắc loa bắp chuối nha anh em. Sao nỡ vô tình rơi sân qua. Một lần gặp nhau anh đã mang đi rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Em bán đôi này là giá 1.700.000 đồng, ship hàng toàn quốc. Các bác cần xin liên hệ số điện thoại 0987 647 177. Em ở quận 12 Hồ Chí Minh.